đột phá vòng vây. Kế hoạch phong thần, Cao Chí Phong, núi Miêu Dĩ, giải cứu con tin. Đến vị trí chỉ định, chuẩn bị nhảy dù, đuổi theo. Ba mươi sáu giờ trước khi bắt đầu kế hoạch phong thần, hướng 3 giờ vẫn còn thành phần có vũ khí, đã nhận tin. Ông chủ không ổn rồi. Đồ trên người hắn. Đưa tôi USB.
Chí Phong, tốt lắm, làm rất tốt. Chúng tôi sẽ nhanh chóng phân tích dữ liệu trong USB để tìm ra vị trí của Phong Thần. Ngài Đới, lập tức liên lạc với Cao Chí Phong. Có nhiệm vụ, gọi cậu ta lập tức về tổng bộ, nghe tin báo tóm tắt về nhiệm vụ. Rõ. Nhiệm vụ lần này không đơn giản, tôi tin chỉ có cậu mới làm được. Á Mỹ, nói qua tình hình đi. Dừng. Tiến sĩ Vệ Minh, nhà khí tượng học nổi tiếng quốc tế. Năm trước, hiệp hội của chúng tôi tài trợ cho anh ta hoàn thành một dự án phát triển hệ thống tên là Phong Thần, có thể lợi dụng vệ tinh sẵn có điều khiển khí hậu theo khu vực, vốn là dùng để giải quyết vấn đề khí hậu toàn cầu nóng lên, nhưng nó lại có giá trị tiềm ẩn là có thể vũ khí hóa. Vì thế hiệp hội của chúng tôi cử nhân viên bảo vệ đưa Phong Thần và tiến sĩ Vệ chuyển từ phòng thí nghiệm tới nơi có cấp độ an toàn cao hơn và yêu cầu thiết lập lại mật mã, nhưng giữa đường bị những kẻ có vũ trang bí ẩn tấn công, tiến sĩ Vệ và Phong Thần đều mất tích. Vừa rồi chúng tôi thấy một người có biệt danh là Trác Bá công khai bán đấu giá Phong Thần qua livestream trên mạng. Mục tiêu hành động lần trước chính là người mua lúc đầu của hắn. Sau khi giao dịch bị phá vỡ, hắn đang tìm kiếm người mua mới. Trác Bá, người đứng đầu tập đoàn tội phạm. Việc làm ăn của hắn liên quan đến thuốc phiện, buôn người, mua bán súng đạn. Bản thân hắn có một đội vũ trang rất mạnh và nhiều nơi ẩn náu. Trước đây, chưa có ai tìm thấy nơi ẩn náu của Trác Bá, nhưng dựa theo phân tích video vừa nãy, chúng tôi tìm thấy Trác Bá đang trốn ở một hòn đảo tên là Miêu Nhĩ. Đây chính là đảo Miêu Nhĩ. Toàn bộ hòn đảo này có diện tích 56.028 km², cả hòn đảo có hình dáng hẹp dài. Chúng tôi dự đoán có tầm 300-400 phần tử vũ trang chiếm giữ đảo này. Địa hình vô cùng phức tạp, nhiệm vụ của anh chính là cứu tiến sĩ Vệ Minh và lấy lại Phong Thần. Theo phân tích của chúng tôi đã chọn cho anh vị trí đáp xuống ở tây đảo. Chỗ này, ở đây ít người. Sau khi anh lên đảo, chúng tôi sẽ lợi dụng ảnh vệ tinh để chỉ đường cho anh. Phần lớn thành phần vũ trang chiếm cứ nhà máy bỏ hoang ở giữa đảo. Chúng tôi đoán tiến sĩ Vệ và Phong Thần ở đây. Bởi vì Trác Bá bắt cóc nhiều người dân trên đảo, để đảm bảo an toàn cho công tin, chúng tôi không thể cử nhiều nhân viên tiến vào. Nhớ sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì lập tức rút, cố gắng tránh xảy ra giao đấu không cần thiết. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi sẽ dựa vào vị trí của anh, thả thiết bị lặn xuống, anh nhảy xuống nước rồi rút. Cách đó không xa, chúng tôi sẽ có thuyền tiếp ứng. Nửa tiếng sau thì bắt đầu hành động. Rõ. Anh Phong, Tiểu Mỹ, hành động lần trước làm rất tốt, cảm ơn. Nhưng mà tôi thấy sau khi anh mất trí nhớ và trở về tổng bộ thì phong cách hành động đã thay đổi rất nhiều. Nhiều năm qua tôi luôn là người truyền tin của anh. Trước kia anh là chuyên gia đột nhập, nếu có thể tránh được giao đấu thì anh đều cố tránh, nhưng bây giờ anh lại thích đối đầu. Tôi đi chuẩn bị trước, lát nữa gặp.
Đến đây, đến đây. Anh làm cái gì thế? Mới sáng sớm đã đến làm phiền tôi. Sao cậu lại thế này hả? Người ta đi xa như thế, vất vả đưa đồ ăn sáng cho cậu. Xem lòng tốt của tôi là lòng gian dạ thú sao? Không có tinh thần gì hết. Thì đúng là. Này, thế nào rồi? Cái gì thế nào? Game trải nghiệm cảm giác thực mà tôi mang đến mấy hôm trước ấy, cậu chơi chưa? Cảm giác thực thế nào? Chỉ chơi mấy cái mở màn, chỉ là game bắn súng bình thường mà, cảm giác nhập vai cũng được. Vậy cậu nhìn thấy nhân vật game thiết kế dựa theo hình tượng của tôi chưa? Nhìn thấy anh là không muốn chơi. Được rồi, không nói nữa. Không nói mấy điều dối với cậu. Đại ca, coi như tôi xin cậu được không? Cậu mau chơi game này đi. Nói thật đấy, tôi vất vả sáng lập ra không gian ảo e. Tôi thực sự hy vọng trước khi đưa ra thị trường, cậu có thể cho tôi ý kiến hay. Được rồi, lát nữa tôi chơi được chưa? Đừng làm phiền tôi nữa. Được rồi, tôi cũng không làm phiền cậu nữa. Tôi tới công ty trước nhé, đi đây. Nhanh lên nhé. Đèn đỏ. Chí Phong, dù tai nạn đó chỉ là ngoài ý muốn, cậu phải học cách buông bỏ. Tôi thực sự rất thương cậu. Bây giờ ngoài uống rượu thì cậu còn làm được gì? Chúng ta cùng thành lập công ty game Tân Chinh, nhưng sau khi xảy ra chuyện thì cậu đẩy hết việc công ty cho tôi. Bây giờ công ty phát triển trò chơi này để đón đầu thời đại 5G, nó rất quan trọng với công ty. Tôi vất vả sáng tạo ra thế giới game ảo không gian e này, cần cậu giúp tôi hoàn thành thử nghiệm. Chắc chắn cô ấy cũng không mong cậu cứ sa sút thế này. Giúp tôi đi, cũng giúp chính bản thân cậu. Cậu nhất định phải vượt qua. Hãy hứa với tôi. Tôi không làm được. Tôi lựa chọn quên đi. Quyết thành công. Chọn nhân vật. Tên nhân vật Cao Chí Phong. Trò chơi mới. Chọn trò chơi. Bảng xếp hạng. Trợ giúp và lựa chọn người phát triển. Mạng sống, sức bền, sát thương khi đánh gần. Tính đối kháng, tốc độ di chuyển. Đang tải. Đã xóa ký ức được chỉ định. Đang kích hoạt lại não bộ. Nếu không phải vì cậu cố chấp như thế thì cậu cũng sẽ không bị thương, càng không mất đi ký ức của 5 năm này. Đến vị trí chỉ định, chuẩn bị nhảy dù. Để đó là được rồi. Nhanh nhẹn lên cho tôi. Tôi xin anh tha cho họ đi. Phong thần là một mình tôi nghiên cứu, không liên quan gì đến 5 người bọn họ. Tôi xin anh tha cho họ đi. Anh mà nói nữa thì tôi chặt tay đấy. Anh có tin hay không? Tôi dùng vân tay của anh móc mắt anh ra. Xin anh tha cho 5 người họ.
Nhanh nhẹn lên. Được rồi, bốn đuôi. Kính thưa các quý ông và quý bà, tôi là bạn của mọi người, Trác Bá. Vài ngày trước, tôi đăng một đoạn video giới thiệu chi tiết cho mọi người về phong thần và hy vọng của tôi. Tính đến bây giờ, giá mà mọi người đưa ra vô cùng không có thành ý, cực kỳ thiếu trách nhiệm. Chuyện này không trách mọi người. Nguyên nhân chủ yếu là chúng tôi chưa giới thiệu rõ cho mọi người sức mạnh của phong thần. Vì thế tôi chuẩn bị cho mọi người một tiết mục nhỏ. Anh qua đây. Mở to mắt ra. Sao lại đóng băng rồi? Sao lại đóng băng rồi? Trác Bá! Trác Bá! Trác Bá! Ngày đới, hiệp hội gọi đến. Nối máy đến phòng tôi. Dừng. Con người tôi rất lương thiện. Tôi không muốn ra tay đánh người. Là anh ép tôi, cũng là các người ép tôi. Tôi mong buổi biểu diễn nhỏ này đủ để nhận được sự coi trọng của mọi người. Tôi không hy vọng bi kịch lặp lại lần nữa. Tôi mong mọi người có dù là một chút trách nhiệm. Tôi là người có trách nhiệm lắm, nhưng tôi không có tính nhẫn nại. Một ngày, chỉ trong thời gian một ngày, nếu trong một ngày các người không tăng giá thì tôi sẽ chọn một thành phố bất kỳ để diễn tập. Đới Bành, anh làm gì kiểu gì thế?
Bây giờ đã chết 5 người, chúng tôi ăn nói với cấp trên thế nào đi? Người của chúng tôi vừa lên đảo đang thực hiện nhiệm vụ. Tôi cũng không ngờ Trác Bá sẽ làm thế. Anh có chắc sẽ lấy lại phong thần trong một ngày không? Xin hãy yên tâm. Lần này tôi đã cử trợ thủ đắc lực nhất của mình, Cao Chí Phong. Cậu ta chưa từng thất bại. Bây giờ Trác Bá tuyên bố sau một ngày sẽ hủy một thành phố. Tôi muốn anh lập tức hủy bỏ hành động. Chúng tôi sắp xếp quả lực tiêu diệt hoàn toàn đảo Lưu Dĩ. Phong thần là tài sản của hiệp hội chúng ta. Chưa đến thời khắc cuối cùng, tôi đề nghị không được cử cả đội quân quét sạch hòn đảo. Hơn nữa trên đảo còn có con tin. Chuyện lần này chúng ta sẽ nghĩ cách xử lý ổn thỏa. Anh phải lấy lại phong thần trong một ngày cho tôi. Nghe rõ chưa? Rõ. Đại ca, 1,5 tỷ rồi. Bốn đuôi, 1,5 tỷ rồi. Cái gì? Lên 1,5 tỷ rồi. Lên 1,5 tỷ rồi. Lên 1,5 tỷ rồi. Tốt lắm. Tôi hy vọng mọi người nâng cao hơn nữa. Dù chỉ là một chút trách nhiệm. Mọi người động não nghĩ xem. Nếu như mọi người có phong thần, thì mọi người sẽ có tất cả quyền lực. Mọi người có thể làm cho tuyết rơi dày từ đường xích đạo, có thể khiến sông băng ở hai cực tan chảy ngay lập tức. Cũng có thể điều khiển gió mưa sấm chớp, bởi vì mọi người nắm được phong thần. Nên mọi người chính là thần. Mọi người sẽ nắm được tất cả. Trác Bá, anh còn nhớ chuyện anh làm với đứa bé này không? Có kẻ xâm phạm, bảo vệ bố nuôi. Ai? Anh ở đâu? Đừng có giả thần giả quỷ. Tại sao? Tại sao lại giết hại một đứa trẻ vô tội? Lại sẽ khiến các anh giết đứa bé này? Đương nhiên tôi biết đứa bé này là tôi làm đó. Người bị tôi giết nhiều lắm. Tôi là một người làm ăn. Tôi muốn. Lên xe cho tôi. Đánh chết hắn. Tiến sĩ gì? Tiến sĩ, tôi là quân cứu viện của đội hành động. Đội hành động, đi với tôi, nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cao Chí Phong, không ngờ anh vẫn còn sống. Cô là ai? Sao cô biết tên tôi? Rốt cuộc Trác Bá đã làm gì với anh? Người đâu? Cô đang làm gì? Ngày đới, tôi phát hiện hình như người phụ nữ này quen biết Cao Chí Phong. Tôi muốn điều tra thân phận của cô ta. Lập tức dừng việc làm vô ích này lại đi, không cần quan tâm người phụ nữ này nữa. Nhanh chóng trích xuất hình ảnh vệ tinh hiện tại, tìm vị trí của tiến sĩ vậy. Dừng. Bây giờ Cao Chí Phong ở đâu? Hình như anh ấy đã tắt hệ thống truyền tin và định vị. Tôi không liên lạc được với anh ấy. Tất cả nghe đi, hiện không rõ tung tích của tiến sĩ vệ. Mọi người nhanh chóng tìm kiếm tất cả đầu camera dùng được trên đảo, nghĩ cách hack chúng. Tôi muốn thấy tất cả tình hình đang diễn ra trên đảo. Rõ. Tiểu Mỹ, có. Anh không sao chứ? Tại sao hệ thống truyền tin bị đứt? Chúng tôi đều đang lo lắng cho anh. Yên tâm, bây giờ tôi rất an toàn. Phong thần cũng đang trong tay tôi. Sau khi lên đảo, trong đầu tôi không ngừng xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Giờ đầu tôi rất đau. Tôi cần phải bình tĩnh chút. Có một người phụ nữ can thiệp vào hành động của tôi. Dù rồi người phụ nữ ấy giết Trác Bá. Trác Bá chết rồi. Trác Bá bị giết khi đang live stream. Chúng tôi theo dõi cả quá trình. Con của người phụ nữ này bị Trác Bá giết hại. Cô ấy giết hắn để báo thù. Cao Chí Phong, không ngờ anh vẫn còn sống. Tay súng nữ này, hình như tôi biết cô ta. Các cô tra được cô ta là ai chưa? Ngày đới nói, nếu bây giờ anh đang ở trong khu vực an toàn thì bật hệ thống gọi video lên. Anh ấy muốn nói chuyện riêng với anh. Được. Chí Phong, đã lấy được phong thần rồi sao? Đúng vậy, tôi đã lấy được phong thần rồi. Nhưng mà có một người phụ nữ luôn can thiệp vào hành động của tôi. Tiến sĩ vậy cũng biến mất theo cô ta rồi. Khi cậu hành động tôi đã nghe thấy tất cả. Bây giờ trong đầu tôi rất rối loạn. Chí Phong, có thể tiếp tục làm nhiệm vụ không? Nếu không, tôi phái người lên đảo tiếp ứng cậu và đem phong thần về, rồi lại phái người khác đi tìm tiến sĩ. Không cần, tôi muốn tiếp tục ở lại đây. Sau khi lên đảo, ký ức của tôi không ngừng xuất hiện. Tôi cảm thấy người trên đảo liên quan đến ký ức đã mất của tôi. Tôi không biết có phải bộ não đang đùa với tôi không. Tôi không biết những ký ức này có phải thật không. Tôi muốn tiếp tục điều tra. Được rồi, nếu cậu muốn tiếp tục dùng hết sức lực vào nhiệm vụ thì không được để những gì khác quấy nhiễu. Thân phận của người phụ nữ kia
Các anh điều tra ra chưa? Người phụ nữ này tên là Lena, là người của công ty bảo vệ quốc tế. Quả thực cô ta là một sát thủ, vì tiền mà có thể giết bất cứ ai. Tôi cảm thấy hình như mình biết cô ta. Chí Phong, cậu nghe đây, cậu là thành viên của đội hành động, phải đặt nhiệm vụ lên hàng đầu. Tìm thấy tiến sĩ thì đưa anh ta về, đừng để bị người phụ nữ này quấy nhiễu. Tôi đảm bảo với cậu, chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ êm thấm, tôi lập tức cử đội quân lớn quét sạch cả đảo, bắt người phụ nữ này và Ba Tùng, giúp cậu giải quyết vấn đề ký ức của mình. Rõ. Tiểu Mỹ, có. Tôi chút tin tình báo. Tôi nên đi đâu tìm tiến sĩ? Đừng đi theo tôi, cút. Tôi giúp cô. Tôi có ý tốt. Tôi là bác sĩ. Chuyện này với tôi chỉ là chuyện nhỏ thôi. Đừng lắm lời. Tôi biết anh là ai. Cô biết tôi là ai? Vậy cô biết tôi bị bắt cóc? Tôi cảm ơn cô. Tôi cảm ơn cô giết Trác Bá thì tôi mới chạy thoát được. Tôi thật lòng muốn giúp cô. Được rồi. Được rồi, giúp tôi lấy cái nhíp ra đây khử trùng. Khử trùng. Đưa tôi băng gạc. Đồ bỏ đi. Còn là bác sĩ nữa chứ. Tôi thật sự là bác sĩ. Đồ bỏ đi. Toàn một lũ bỏ đi. Tôi muốn phong thần. Phong thần. Anh Ba, đây là vì bảo vệ anh nên mới không đuổi theo họ. Tôi cần anh bảo vệ sao? Ông chủ Trác đã chết rồi. Chúng tôi không có nghĩa vụ nghe theo lệnh của anh. Trời sáng thì chúng tôi sẽ rút khỏi đảo Miêu Dĩ. Bố nuôi tôi chết rồi. Tôi chính là người thừa kế của ông ấy. Giống như bố nuôi tôi nói, các anh phải có trách nhiệm. Phong thần đáng bao nhiêu tiền các anh đều biết. Làm xong mối này thì tôi đảm bảo các anh nằm thôi cũng không tiêu hết tiền. Đúng vậy, chúng tôi nằm tiêu không hết thì chúng tôi có thể đứng tiêu, đúng không nào? Trả lời luôn đi. Không muốn làm cùng thì biến đi. Cậu lại đi. Cậu dẫn theo một đám người phong tỏa toàn đảo. Nếu thấy máy bay hay tàu thuyền gì thì xử hết cho tôi. Quyết không được thả bọn chúng đi. Được rồi, cậu. Cậu dẫn theo một tớp khác, tìm kiếm khắp nơi. Đào ba tấc đất cũng phải tìm được chúng. Nghe rõ chưa? Rõ. Xuất phát. Rõ. Thank you.
Alo, anh Khuyên, có việc nhờ anh. Giúp tôi điều tra một người. Chỉ cần anh giúp tôi làm xong chuyện này, tôi nhất định sẽ mời anh ăn một bữa, được không? Lát nữa tôi sẽ gửi ảnh cho anh. Anh giúp tôi điều tra thông tin của người này, và anh ta với Trác Bá rốt cuộc có quan hệ gì, càng nhanh càng tốt. Tôi sẽ không đưa anh ra ngoài đâu. Đừng đi theo tôi nữa. Tự nghĩ cách ra khỏi đảo đi. Không phải tôi muốn ra khỏi đảo. Cô không hiểu. Năm người bị Trác Bá làm cho chết cống là đồng nghiệp của tôi. Chúng tôi từng cùng nhau nghiên cứu phong thần, chính là tận dụng hệ thống vệ tinh bỏ đi lập trình lại, cải thiện khí hậu toàn cầu. Không ngờ, thật không ngờ là họ lại bị chính thứ mà mình nghiên cứu ra hại chết. Được cười, cũng tội nghiệp. Chúng tôi muốn con người sống tốt hơn, trái đất trở nên tươi đẹp hơn, nhưng lại chế tạo ra lượng lớn vũ khí sát thương diện rộng. Lỗi của ai? Lỗi của tôi. Lỗi của những nhà khoa học chúng tôi. Vì vậy phong thần tuyệt đối không được rơi vào tay người khác. Tôi phải tận tay tiêu hủy nó. Người đàn ông cướp mất phong thần lúc nãy có quan hệ gì với cô? Còn cả đứa bé đó nữa. Đứa bé trong video mà cô bật cho Trác Bá xem không liên quan tới anh, đừng có nghe ngóng làm gì. Phong thần tuyệt đối không được rơi vào tay kẻ xấu. Đó là quả bom hiện giờ treo trên đầu tất cả mọi người. Tôi không thể để quả bom mà tôi nghiên cứu ra cũng treo lên đầu cô gái tôi. Xuống xe đi. Chỉ ra tìm chỗ. Đi. Có ai không? Không phát hiện ra bất cứ ai. Lên trên xem nào. Rõ. Tôi có giống một chiếc thuyền mái bên bờ biển. Tôi đưa anh tới đó. Anh tự chạy trốn đi. Đợi đã. Trong mục tiêu của cô có ba tụng đúng không?
Tôi biết kho số 3 nơi anh ta ẩn nấp. Tôi dẫn cô đi. Mọi người phấn chấn lên. Tình hình bây giờ thế nào? Tìm thấy vị trí của tiến sĩ Vệ chưa? Chúng tôi đã xâm nhập vào tất cả các hệ thống giám sát trên đảo, vẫn chưa phát hiện được tung tích của tiến sĩ Vệ. Theo hình ảnh vệ tinh định vị, hiện tại thành viên có vũ trang trên đảo đã phân tán toàn bộ, xem chừng đang tiến hành tìm kiếm toàn diện. Alo, anh Khuyên, có điều tra được gì không? Tôi điều tra được danh tính của người phụ nữ này, tôi sẽ gửi tư liệu cho cô. Với cả lúc điều tra trác bá, tôi đã bẻ khóa được một dữ liệu ẩn được mã hóa, tôi cùng gửi cho cô luôn. Biết được những chuyện này không có lợi với cô nhất định phải cẩn thận. Nhanh lên. Ôi, cái cảnh trèo đều lội suối này. Nghỉ lát đã, nghỉ lát đã. Đại Hiệp, nghỉ lát đã. Vừa nãy cô nói hai người là vợ chồng, sao Cao Chí Phong lại không có chút ấn tượng nào? Anh ta còn dồn cô vào chỗ chết. Có phải hai người đã xảy ra chuyện gì rồi không? Bây giờ Cao Chí Phong đang ở trong đội hành động, nhưng người đứng đầu của họ Đới Bành có quan hệ rất mật thiết với trác bá. Anh nói gì chứ? Đới Bành và trác bá có quan hệ với nhau? Phải. Tôi vừa mới biết lúc bị bắt cóc, có một lần Đới Bành với trác bá gọi video cho nhau. Đới Bành bảo trác bá đưa Phong Thần với tôi tới một nơi. Trác bá lôi thôi vài vòng không đồng ý. Đới Bành cũng không vui. Anh ta nói mình vốn chưa từng đối xử tệ với trác bá. Lần này trác bá biết giá trị lợi dụng của Phong Thần rất lớn, xem chừng là chê tiện ích, còn tự mình live stream gì đó. Anh ta còn nhắc đến Cao Chí Phong, nếu Cao Chí Phong đã giết không ít anh em của anh ta. Tôi thấy cô cũng có thể nói gì đó, hay chúng ta có thể trao đổi thông tin, bổ sung thông tin cho nhau. Chưa biết chừng sẽ phát hiện ra nhiều sự thật hơn. Năm năm trước, tôi với Cao Chí Phong gặp nhau trong một lần làm nhiệm vụ. Chúng tôi phục vụ cho hai tổ chức khác nhau, nhưng chung một mục tiêu nhiệm vụ. Sau đó, chúng tôi dần dần đến với nhau. Tôi cũng vì thế mà rời khỏi tổ chức. Chí Phong hứa với tôi sẽ mau chóng nghĩ cách rời khỏi đội hành động, cùng tôi sống cuộc sống của người bình thường. Chúng tôi ở bên nhau được một năm thì con trai ra đời. Ngày ngày nhìn con lớn lên, đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất của chúng tôi. Dường như cuộc sống như vậy có thể tiếp diễn mãi. Cho tới một ngày cách đây một năm,
Vậy cô, khi tôi tỉnh lại thì con trai đã chết rồi. Chí Phong lại không thấy đâu. Sau đó tôi tìm được một bác sĩ bí mật và tôi biết là anh ta đã cứu tôi. Anh ta nói với tôi, bởi vì tim của tôi nằm ở vị trí khác với người thường, nên viên đạn đó chỉ xẹt qua tim chứ không lấy mạng của tôi. Tôi nghỉ ngơi tịnh dưỡng một thời gian, tôi trốn trong ngôi nhà an toàn mà trước đó tôi với Cao Chí Phong ở. Tôi thề nhất định phải đích thân báo thù. Tôi không ngừng rèn luyện bản thân, nghĩ hết mọi cách tìm tung tích của Trác Bá, nhưng đều không thành công. Cho đến khi hắn ta live stream, tôi mới tìm được vị trí chính xác của hắn ta. Bây giờ Cao Chí Phong quay về, lại quay lại đội hành động. Cô bảo, liệu trong này có ẩn tình gì không? Tiến sĩ vậy? Tôi đến để cứu anh, đi theo tôi. Lida, bây giờ anh ấy không còn nhận ra cô nữa. Cô đừng qua đó, cô tránh xa anh ta ra. Đừng tiến lại gần nữa. Chí Phong, đừng dây dưa với cô ta. Giết cô ta, đưa tiến sĩ về. Cậu Chí Phong, người này là ai? Anh quên rồi sao? Cô ấy là vợ anh. Anh còn có một đứa con trai, anh cũng quên rồi sao? Chí Phong, đừng nghe anh ta nói bậy. Người phụ nữ này là sát thủ của tổ chức cực đoan, cô ta có thể lừa gạt bất cứ ai. Giết cô ta đi, đừng chần chừ nữa. Cậu Chí Phong, anh bỏ cô ấy ra. Nếu bành trong đội hành động của các anh có quan hệ rất mật thiết với Trác Bá, tôi nói cho anh biết, Trác Bá giết cả nhà anh chính là do đới bành sai khiến. Vậy Minh, anh im miệng lại cho tôi. Nhất định anh đã bị Lê Na mê hoặc rồi. Bỏ xuống xuống, để Chí Phong đưa anh về. Thả Lê Na ra. Chuyện gì vậy? Lập tức kiểm tra. Rõ. Hiệp hội Thanh Lọc Không Gian Ảo
áo giáp chiến đấu đầy bột. Lena, ông chủ đới, người mà anh cần, tôi trói lại cho anh rồi. Là anh. Tại sao anh? Chí Phong, tôi cũng là bất đắc dĩ. Tôi nhìn cậu trưởng thành, cậu giống với bố cậu, rất có năng khiếu, nhưng cậu không có quyết tâm giống như ông ta. Chúng tôi vì chính nghĩa trong lòng mình mà ông ta thậm chí có thể hy sinh tính mạng. Nhưng tôi không ngờ cậu có thể vì chuyện yêu đương nam nữ mà không màng nghĩa lớn. Tôi không thể để cậu uổng phí năng khiếu của mình đâu. Cậu vẫn còn rất trẻ, rất nhiều chuyện cậu đều không hiểu. Thế nên tôi chỉ có thể giúp cậu đưa ra quyết định chính xác. Tôi sẽ giúp cậu xóa đi ký ức năm năm đây. Sau này cậu chỉ cần thực hiện tốt nhiệm vụ là được rồi. Anh điên rồi. Tôi sẽ khiến anh phải trả giá. Tôi sẽ khiến anh phải trả lại gấp đôi. Lena, 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 cuối cùng anh cũng nhớ ra em rồi. Lena, là anh. Là anh đã liên lụy đến em. Là anh đã hại con của chúng ta. Là đứa bệnh. Tất cả những chuyện này đều do hắn ta sai khiến. Anh sẽ khiến anh ta phải nợ máu trả bằng máu. Không sai, chính là đứa bệnh. Tôi sớm đã biết anh ta chính là kẻ đứng sau rồi. Là anh ta sai trác bá bắt cóc tôi. Sau đó trác bá muốn giữ phong thần làm của riêng, anh ta liền phái anh đến cướp phong thần, bảo anh đem tôi về cho đới bệnh. Một khi phong thần rơi vào tay đới bệnh,
thì không thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra. Hai đại hiệp, nghĩ cách gì đi, làm thế nào đây, nghĩ cách đi chứ, nghĩ cách đi. Đới Bành, cũng trách tôi năm xưa không nên nghiên cứu ra phong thần này, một lòng muốn tốt, bây giờ lại thành ra kết quả như thế này. Ca đêm, cha nuôi tôi bị chúng hại chết rồi, nhưng mà yên tâm, phong thần vẫn ở trong tay tôi, giao dịch vẫn tiếp tục. Bây giờ tôi biểu diễn cho mọi người xem sức mạnh của phong thần. Dẫn tiến sĩ lại đây. Đứng lên. Đi. Để tôi. Chân, tay. Được rồi. Hai vị đại hiệp, hai vị đại hiệp, chúng ta làm gì quan trọng đi. Với kinh nghiệm của tôi thì lúc này cần một con mồi. Kinh nghiệm gì? Kinh nghiệm bắn bút gờ lâu năm. Nếu anh đã có kinh nghiệm như vậy thì việc này giao cho anh. Đừng. Chào, tôi là tiến sĩ Vệ Minh. Đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Xem ra người bắn bút gờ lâu năm như tôi cũng được đó chứ. Phong thần, thank you.
Chí Phong, tôi cho cậu thêm một cơ hội cuối cùng. Đừng đưa ra quyết định sai lầm. Hoàn thành kế hoạch đã định sẵn, quay về bên cạnh tôi. Cậu vẫn là học sinh tâm đắc nhất của tôi. Đối bành, tôi vẫn luôn rất kính trọng anh. Không ngờ anh lại làm hại người thân của tôi. Tôi đã nói anh sẽ phải trả giá vì chuyện đó. Những gì anh làm với tôi phải khiến anh phải trả giá lại gấp đôi. Người nhà của cậu, người nhà của cậu sống trong thế giới không có chính nghĩa. Đây chính là thứ mà cậu muốn nhìn thấy. Vì chính nghĩa trong lòng mình, tôi với bố cậu đã phấn đấu cả đời. Trước niềm tin cao cả, có những hy sinh là cần thiết. Trước đây, sức mạnh của chúng ta còn yếu, nhưng giờ đã khác rồi. Chỉ cần chúng ta có được phong thần, chúng ta sẽ có sức mạnh thay đổi thế giới. Chúng ta sẽ có thể đặt ra quy định mới, để những người có đức có tài hơn kiểm soát tương lai. Chính nghĩa mà chúng ta mong đợi mới thực sự đến. Đây cũng là ý nguyện cả đời của bố cậu. Đới bệnh, anh luôn miệng nói chính nghĩa, nhưng sau lưng lại giở thủ đoạn giết người. Phong thần không thể chơi vào tay anh. Chí Phong, Chí Phong. Chí Phong. Chí Phong. Nắm chặt tay em. Không!
Đối bệnh, tôi biết anh đang xem. Hãy đợi tôi. Tôi tới đây. Trò chơi kết thúc. Bạn có muốn xóa trò chơi không? Có, không? Không ngờ đứa bạn lại dùng cách này để tôi gặp lại Lena trong thế giới trò chơi ảo. Anh ta nhắc nhở tôi không nên quên đi những đau thương trong quá khứ. Bị lãng quên mới là cái chết thực sự. Tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ người mà tôi yêu. Vì Lena, vì bạn bè luôn ở bên quan tâm tôi, tôi sẽ lấy hết dũng khí, lấy hết dũng khí bắt đầu lại cuộc sống mới. Lena，我的心脏，好像也长歪了。等会儿我。